trước màn hình của chú anh chị mình đây à. Không biết là anh chị biết cái chỗ này là chỗ nào của thị sĩ Mập mình không ạ? À, nếu như mà em đi không nói đây là ở xã Bình Châu thì chắc chị nào mà đi du lịch thì sẽ không biết tới cái địa điểm này đâu ha. Để mà nói sát hơn về cái Bình Châu này thì đây là một cái em đang ở một cái dự án nghỉ dưỡng du lịch của Nova World đó, và được đóng ở xã Bình Châu mình và lấy tên là Nova World Hồ Tràm đó. Chị có thể thấy được đó, khu dự án này là tính bằng 100 hectare đó chị, tính bằng 100 hectare, rất là lớn, quy mô rất là lớn đó chị ạ. Đây. Thì đây là một cái phần nhỏ của một cái phần được gọi là du lịch nghỉ dưỡng trên mặt tiền đường ven biển đó. Thì huyện Xuyên Mộc thì mình thì có cái mặt tiền đường ven biển là bám theo đường biển nha, là hơn 30 km anh chị, hơn 30 km, và đây là một cái dự án thôi, đây là một cái dự án nghỉ dưỡng ở biển, du lịch biển thôi. Đó, và từ đây mà kéo dài hơn 30 cây số thì anh chị cứ nghĩ đi, có bao nhiêu cái resort, bao nhiêu cái nghỉ dưỡng như vậy nữa. Đó, rất là nhiều. Nói chung là huyện Xuyên Mộc mình, để mà nói thì huyện Xuyên Mộc mình là đang phát triển về ngành du lịch anh chị. Đó. Cách đây vài năm trước chưa nổi đâu, nhưng mà những cái tập đoàn lớn đã về đây để đầu tư cái du lịch biển mình á, đây là nhiều người biết đến cái huyện Xuyên Mộc mình hơn. Đó. Và gần đây thì có chợ Bình Châu và cảng cá rất là lớn của, nói chung là cái cảng này lớn tới mức mà cung cấp cái nguồn hải sản ở chợ đầu mối luôn đó, cung cấp cái nguồn hải sản tươi sống cho cả huyện này, cả huyện Xuyên Mộc, và có khi là đưa ra các tỉnh lân cận đó chị. Rồi cái video này là video mở đầu mà để em Điền giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản mà được gọi là cách cái chỗ du lịch biển này không xa đâu anh chị, chỉ vài cây số thôi. Chỉ vài cây số mà giá thì bất động sản này chưa tới 1 tỷ anh chị. Đất ở cái khu du lịch này mà đất thổ cư nha, mà chưa tới 1 tỷ đó. Cái tài chính này nhỏ nhỏ rất thích hợp cho cô chú chị nào mà có cái nguồn tài chính thấp mà muốn đầu tư hoặc là mua về để mà sử dụng, được gọi là xây nghỉ dưỡng cuối tuần mình dẫn du lịch, mình dẫn gia đình về đây du lịch anh chị. Xin mến chào cô chú chị, em là Điền đây. Chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với lại kênh của em Điền nha. Hiện tại thì em Điền đang có mặt tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nói tới xã Bình Châu thì chắc chắn cô chú chị nào mà hay đi du lịch đó thì sẽ biết tới là cái địa điểm du lịch nổi tiếng là suối nước nóng Bình Châu anh chị. Chỗ đó là du lịch tắm bùn này, nướng trứng này kia đó, nói chung là có cái suối nước nóng ha. Từ cái vị trí em Điền đang đứng đây mà qua đó chắc khoảng là 5 cây số anh chị. Nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị một cái mảnh đất, đất du lịch, nói chung là đi xuống biển khoảng là 5 cây số, và đi suối nước nóng Bình Châu cũng 5 cây số, ra chợ Bình Châu 1,5 cây, ra trung tâm hành chính khoảng 1 cây số thôi. Hướng trước mặt của mình đây đó là ra quốc lộ 5, là khoảng là 1 cây số chưa tới anh chị ha. Quốc lộ 5 đó thì anh chị cũng đã biết ha, quốc lộ 5 đó mình đi được mình ra trái đó, mình đi ra liên tỉnh luôn, ra tới tỉnh Bình Thuận luôn anh chị. Và ra bên tay phải thì mình đi được trung tâm huyện Xuyên Mộc, cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh ha. Đi từ thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về đây chắc khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ đi cao tốc anh chị ha. Và cái bất động sản này nè, nếu mà cô chú chị nào mà có cái tài chính thấp hoặc là một cặp vợ chồng trẻ mới ra riêng hoặc
mới ra riêng có một cái số tiền vốn nho nhỏ để mà về đây mà an cư lạc nghiệp á, thì cái mảnh đất này rất là phù hợp luôn. Mảnh đất em Điền giới thiệu tới đây là có diện tích ngang 5 sâu 32, là có tổng diện tích là 147m2 là trong sổ, nhưng mà thực tế là hơn anh chị ha. Đó. Hiện tại mặt tiền đường bất động sản mình thì mặt tiền đường đá, cách đây tuần trước thì đây là đường đất thôi, nhưng mà nhà nước mới làm lại, mới trải đá đổ đá để mà lên nhựa nè anh chị. Đường này chắc chắn em nói là chắc chắn sẽ lên đường nhựa này, mới làm luôn. Đây bây giờ em sẽ đi vào trong cái bất động sản này. Thì hồi nãy thì em Điền đứng ngay cái ngã ba đường nhựa đó, là nói chung là khu dân cư thôi, đường nông thôn. Ở đường đó thì em Điền chỉ nó thông ra quốc lộ 5 đó. Nói chung là cái hướng mình đi vào đây thì càng vào thì càng thưa dân thôi anh chị. Tại vì hướng này vô là vô khoảng gần cây số là vô cái rừng phòng hộ anh chị ha, rừng phòng hộ. Ở huyện Xuyên Mộc này mình thì có hai rừng. Một là rừng bảo tồn thiên nhiên, từ nó kéo dài từ thị trấn Phước Bụ xuống tới xã Bình Châu mình luôn. Và thêm loại rừng nữa là rừng phòng hộ anh chị ha. Đó thì hướng đi ra đây thì càng ra thì càng đông dân anh chị ha. Ra quốc lộ 5 đó thì càng ra càng đông dân, không thiếu gì rồi. Ra đó thì tất cả tương tự từ trường học, ủy ban, y tế, nhà thuốc, rồi chợ đò đó, nói chung là nằm đó hết. Đây cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình đây nha. Đây có diện tích là ngang 5 nha. Ranh móc thì từ đây đó, thẳng lui là 32m, qua bên cột này là 5m nè anh chị, 5m. Em Điền thì cũng là báo giá luôn nha, cho cô chú chị mình khỏi phải mong chờ. Thì giá là 900 triệu cho tổng lô đất này anh chị. Hiện tại thì bất động sản mình thì chưa có thổ cư, nhưng mà quy hoạch của mình là quy hoạch đất ở tại đô thị anh chị. Tương lai là xã Bình Châu mình sẽ lên thị trấn đó. Vui lui tới đây nè anh chị ha. Đó, ranh mình đã có rào hết rồi. Đất mình thì vuông vức anh chị, đầu năm đuôi năm. Nói chung là bất động sản mình thì lên thổ cư được. Đó. Lên nói chung là lên hết đất cũng được anh chị ha, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của anh chị mình thôi. Giá mà giá lên thổ cư ở cái khu vực huyện Xuyên Mộc á, không kể thị trấn nha, thì các xã thôi, đang nói các xã thôi, thì mặt tiền đường đá này mà lên thổ cư thì khoảng đâu đó là 1,5 triệu đến 2 triệu một mét vuông, tiền thuế nhà nước nha. Đó thì anh Điền cũng báo giá để mà cô chú chị mình cân đối lên thổ cư. Lên thổ cư thì mình xây dựng và đăng ký lên thổ cư sao cũng được, không sao. Nói chung là đất mình là thuộc diện là quy hoạch đất ở rồi, không sao hết. Mình lên, mình xây nhà xong rồi mình lên thổ cư cũng được. Ở nông thôn thì theo cái luật đất đai á, thì mình có thổ cư mình sẽ xây dựng được tự do ha. Nói chung không cần đăng ký giấy phép xây dựng anh chị. Miễn sao mình xây dưới 7 tầng là được ha. Trên 7 tầng thì phải cần giấy phép xây dựng anh chị ha. Cái xã Bình Châu này thì cái kinh tế ở dưới này thì anh thấy cực kỳ phát triển anh chị. Nếu mà anh chị nào mà một cặp vợ chồng son đó, mới cưới đó, có một cái khoản vốn nhỏ đó, muốn mua đất, muốn lập nghiệp ở dưới này đó, thì đây anh chị, 900 triệu và xây một căn nhà nhỏ nhỏ hai vợ chồng ở, rồi an cư lạc nghiệp ở đây. Dưới này thì cái ngành du lịch đang được đẩy mạnh luôn anh chị ha. Ra tới ở đây có Nova World Hồ Tràm này, mình ra cái chỗ đó thì cũng như là đi biển Bình Châu luôn đó. Đó, ra đường ven biển đó chị, khoảng là 5 cây số ra đó. Anh chị ra đó sẽ thấy cái khu du lịch dưới này sẽ như thế nào, nó đẩy rất là mạnh, rất là ghê gớm luôn.
rất là đẹp, ra đó ngoài đó rất là đẹp ha. Hoặc là cô chú chị nào mà có cái tài chính nhỏ nhỏ mà muốn đầu tư mua để đó, hoặc là mua về để xây một cái nhà nhỏ nhỏ để mà cuối tuần mình dẫn gia đình về đây mình đi du lịch ha. Chạy xuống đây có 2 tiếng rưỡi đồng hồ à, xây một cái căn nhà nhỏ nhỏ rồi có cái chỗ nơi để mà lui tới rồi ở lại đó, ăn nghỉ ngủ đó, để xuống đây đi du lịch đó anh chị. Đặc biệt dưới này thì gần cái chợ được gọi là chợ đầu mối luôn anh chị, chợ đầu mối Bình Châu này đó. Chợ này là chuyên về hải sản bỏ sỉ, hải sản anh chị, hải sản tươi sống thì không có thiếu đây. Tại vì ở Bình Châu mình có một cái cảng ha, cái cảng đó là cái cảng không phải là cảng xuất nhập khẩu, đó là cái cảng cá của ngư dân ở đây. Ở dưới đây thì chủ yếu là sinh sống vào nhờ vào cái nghề là đánh bắt cá anh chị đó, nên là cũng có cái cảng tương đối là lớn đó. Nên là cái cảng này thì nguyên huyện Xuyên Mộc chỉ có một cái này thôi đó. Tất cả nguồn cung về hải sản thì đều tập trung về đây hết anh chị, đều từ cái chợ Bình Châu này phân phối ra cả huyện mình sử dụng và kể cả là liên tỉnh luôn á. Rồi cô chú anh chị nào mà quan tâm đến cái bất động sản này thì hãy nhấc máy lên và liên hệ em Điền. Em Điền sẽ dẫn cô chú anh chị đi xem thực tế bất động sản này và gửi đầy đủ tất cả thông tin pháp lý đầy đủ về cái bất động sản này ha. Rồi em Điền cũng cảm ơn cô chú chị đã xem hết clip của em Điền. Xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú chị những clip sau của em. Xin chào.